Hi, and welcome back to Reactions to Modern Music. I'm Craig, and a big welcome to you all. Today I've got a special guest here with me. Would you like to introduce yourself? Xin chào mọi người, mình là Thư, và hôm nay mình rất vui khi được ngồi cùng với bạn của mình để reaction về một cái series Tết video nha. Yeah, like she says, we've got a Tet video. Tet is the Vietnamese New Year, happens the same time as the Chinese. Right. So it's coming up very soon. We'll be reacting to a three video series of fairly recently released songs. Right. It's just really like for a month. Okay. Mm. Without further ado, let's listen, see what they got, eh? Right. So the first video is Go Back Home. Mm-hmm. Right. And the artist is Dan Vo and Chastity. Right. Okay. So bài hát đầu tiên là bài Đi Về Nhà và được trình bày bởi nghệ sĩ là Dan Vo và Chastity. Đường về nhà là vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa. Tất bật vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta. Chastity và Dan Vo. Phát nỗi đi về nhà, lao vào đời và kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội. Những thành thị thường lấp lánh, còn đêm thành thị thường chơi chọi. Như mọi đứa trẻ khác, lớn lên muốn đi xa hoài. Nhà thì vẫn ở yên đó, đợi những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết, không ở đâu bằng ở nhà. Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ, nhưng mà phải giỏi đấu đá. Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn liều mình không xấu xa. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mái an tim. Bước chân ra là sóng gió, chỉ có nhà mái an yên. Ngoài kia phức tạp như rễ má và dây mơ. Về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ. Okay, so what do you think of the beginning? Right, so it's a very positive message about going home, returning to your family and the traditional homestead. Right. It's very nice, and it's a really, you know, this is rap, hip hop, but it's very nice. Right, and it's really easy to nice. Listen to. The lyrics is very touching, as it aims to the people who's working far from home, somewhere like that. Yeah, the beat is not too strong or anything, it's just quite pleasant. Cho một niềm thao thức suốt những đêm ngày, cùng dòng mưa trên phố mang sắc mai hương đào tìm về nơi ấm êm. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Thất bát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua. Phát tối sao rời, Về ngôi nhà có góc vườn nhiều chó nhiều gà, đám mèn nói còn khó chịu mà lại thích gió trời hơn gió điều hòa. Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may, về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày. Cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cây máy. Về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thổi cái là bay. Ấm êm hơn bếp lửa, ngọt bùi hơn lúa non. Nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con. Dẫu cho mưa cho nắng không bao giờ nề hà, hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà. Hạnh phúc đi về nhà, cô đơn đi về nhà, thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà, mông lung đi về nhà, chân vân đi về nhà, không có việc gì đi về nhà, không có việc gì thì đi về nhà, đi về nhà, đi về nhà. Đi về nhà, huh? Gotta go back home. So the word go back home is like replayed a lot, but it's not boring, like. No, very catchy. Right. Yep. Easy for anyone to sing along with. And it's easy to remember the chorus. Easy to remember. Good for learning Vietnamese too, when you've got that repetitive and it's just one word changing each time. So you can learn some more vocabulary. Cái cụm từ đi về nhà nó rất là dễ nhớ và nó được lặp lại nhiều lần, nhưng mà nó không có nhàm chán nha mọi người. Kiểu nghe nó rất là catchy, nó rất là bắt tai á. Đường về nhà là vào tim ta, thất bát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua. Vất đói sao rời, nhà vẫn luôn là nhà. Nhà có thể lớn, có thể nhỏ, có thể không khang trang. Cha mẹ nào cũng muốn
con được sống đàng hoàng, lớn lên làm người mong một tương lai sáng lạn, cầm cùi cả đời không bao giờ thấy than vãn. Đường về nhà là vào tim ta. Pretty good. Yeah, I've got no complaints about that. Very nice message, nice tune, easy to understand pronunciation. Really good. I have heard this song for like 100 times. I like just turn on the Spotify, so let it like replay many times. The rhythm is really catchy and like the storyline is really good and the lyric also. So love to listen again. Yeah, it's great how they say how easy it is. It's always the right thing to do to go home. But some of my students tell me it can be a bit stressful to go sure, home too. Sure, of course. You know, you've got to bring home some money for the family. Right, so have to face to a lot of questions from parents, cousin, aunt. About like, do you have a boyfriend? So are you married? Right. So stressful. But it's still the best place to be, right? Cái bài hát này á, kiểu như là mình đã nghe đi nghe lại rất là nhiều lần rồi, tại vì cái lời nó rất là hay và cái giai điệu nó cũng rất là dễ nghe mà nó không có nhàm chán, và đúng cái thời điểm này thì là thời điểm đang Tết nữa, cho nên là nghe rất là muốn về nhà, cho nên là ngày nào mình cũng bật để mà cái cảm giác háo hức về nhà mỗi ngày nó càng tăng thêm nữa. Alright, thank you for listening to that. What are we doing next too? So we will do 2 more videos about TED. So stay tuned and wait for 2 more videos. All right, thank you for listening. But before you go, please let me tell you a couple of things about myself. Like I said, my name's Craig. I'm from New Zealand, but I've lived here in Saigon for 13 years. And this country has given me so much, so I like to give back. So half the money that is raised by this YouTube channel goes to charities in Vietnam and the Philippines. Charities such as Blue Dragon in Hanoi and Saigon Children in Saigon, obviously. So please watch, share with your friends. The more you watch, the more money you raise for these children. Thank you. Thì bạn của mình đã ở Việt Nam được 13 năm rồi và kiểu như là đã coi đất nước Việt Nam như là một cái quê hương thứ hai của mình, và bạn ấy muốn làm một cái điều gì đó lại cho đất nước này, thì 1/2 cái tiền bạn kiếm được từ cái kênh channel này sẽ được đưa đi làm từ thiện cho các trẻ em ở Việt Nam và Philippines, right? So nếu mà mọi người yêu thích video này thì đừng quên ủng hộ, share với bạn bè hoặc là like và subscribe để mà channel có thể phát triển hơn, để mà giúp được nhiều trẻ em hơn nha. Cảm ơn nhé. See you again. Xin chào. Bye bye.